bác sĩ là bé ăn ít nhưng mà rất dễ nôn, uống sữa cũng nôn. Có cách nào để cải thiện không ạ? Vâng. Nôn ăn ít nhưng mà bạn ấy không nói cho biết rằng là cái tăng cân như thế nào, phát triển như thế nào thì không biết là phía đây là ít hay là không. Vì tôi thấy là nhiều người mẹ của cháu ăn rất ít và tăng cân rất kém. Thế thì bảo tăng cân kém là bao nhiêu? Thì cháu chỉ tăng được có 1 cân một tháng thôi. Thế bảo làm sao mà chỉ biết với đây mà có những cháu tăng 1 cân 8. Thế vì vậy là người mẹ cứ nghĩ rằng là đứa trẻ có cân nặng to thì có sức khỏe to. Cân nặng bé sức khỏe bé. Thì vậy là đây là người mẹ nói chung chung thì tôi không thể trả lời được. Nhưng nó có một quy luật phát triển của đứa trẻ, tức là 3 tháng đầu thì mỗi tháng từ 8 lạng cho đến 1 cân. 3 tháng tiếp theo của năm đầu tiên thì cháu chỉ còn 6 lạng đến 8 lạng. 3 tháng tiếp thì chỉ còn 4 lạng đến 6 lạng một tháng trung bình. Và 3 tháng cuối cùng của năm đầu tiên thì đứa trẻ chỉ còn 2 lạng cho đến 3 lạng một tháng thôi. Tổng cả 1 năm thì đứa trẻ tăng khoảng 6 cho đến 7 kg là vừa. Và cộng với lại cân nặng 3kg, cứ gọi 3kg ban đầu, thì vậy cháu bé sẽ rơi vào từ 9 cho đến 10 cân rưỡi. Thì đứa trẻ sẽ có cân nặng tốt. Thì đấy là tôi khuyến cáo như vậy. Người mẹ không nên thúc đẩy cho đứa trẻ quá to cân. Vì kinh nghiệm chúng tôi như thấy, không thể nào có con người to thì lấy được chồng làm to mà con người bé lấy chồng làm bé. Và tôi chứng minh luôn, một người phụ nữ 50 cho đến 56kg thì người ta dễ dàng lấy chồng và có thể lấy chồng làm to. Nhưng một người phụ nữ mà 250 cho đến 270kg thì đôi khi rất khó lấy chồng. Vâng, thế nên các mẹ cứ bình tĩnh như vậy, được không ạ? Vâng. Dạ vâng ạ. Cảm ơn ạ.